Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam Defend, trong bản tin thời sự sáng nay, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn các sự kiện đáng chú ý xoay quanh tình hình chiến sự Nga-Ukraine. Trước khi đi vào phần chung nói về chiến sự, chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn một thông tin thú vị có phần bi hài liên quan tới giới chức ngoại giao Ukraine ở các nước thành viên NATO mà kể ra chắc nhiều người không khỏi ngán ngẩm. Ấn phẩm Zungerwe của Đức mới đây đưa tin, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine, đại sứ Ukraine tại Berlin Andrei Melit hầu như ngày nào cũng đưa ra các yêu cầu đối với chính phủ Đức nhằm làm trầm trọng thêm tình hình và lôi kéo Đức vào một cuộc xung đột vũ trang. Tác giả bài báo Nico Pop lưu ý về việc cần phải nhớ rằng Công ước Viên về quan hệ ngoại giao năm 1961 quy định về những gì đại diện của các quốc gia khác được phép và không được phép làm tại các quốc gia sở tại. Đặc biệt, họ bị cấm can thiệp vào công việc nội bộ. Nhưng đại sứ Ukraine Andrei Melit rõ ràng bằng cách nào đó đã hiểu những quy tắc ứng xử này theo cách riêng của mình. Và trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine, hầu như hàng ngày đưa ra cho chính phủ Đức những yêu cầu mới nhằm làm trầm trọng thêm tình hình và lôi kéo Đức vào một cuộc xung đột vũ trang. Mọi chuyện tồi tệ đến mức Thư ký Quốc hội của Bộ Xây dựng Soren Barton, tới từ Đảng Dân chủ Xã hội của Đức, một thành viên của Liên minh Chính phủ đã suýt phát điên. Sau khi đại sứ Ukraine một lần nữa đề nghị Thủ tướng Đức, người đã hào phóng cung cấp đạn dược cho Ukraine, đưa ra một tuyên bố khác của chính phủ, đối với tôi, đại sứ này thật quá mức chịu đựng. Barton đã viết trên Twitter của mình. Sau đó, có lẽ ai đó đã gọi cho ông và ông đã xóa bài đăng, đặc biệt là xin lỗi vì đã đặt từ đại sứ trong ngoặc kép. Còn Melit vẫn tiếp tục hành xử theo kiểu tương tự, tờ Zungerwe viết. Trên Twitter, đại sứ Ukraine chỉ trích tài liệu của tờ báo Đức, Die Zeit. Trong đó, tác giả bị cáo buộc đã không bày tỏ sự ngưỡng mộ vô điều kiện đối với những kẻ phát xít từ tiểu đoàn Azov theo chủ nghĩa dân tộc, người mà chính đại sứ coi là những chiến binh dũng cảm. Quả thật, đúng là hết nói nổi với hành xử của nhà ngoại giao chuyên nghiệp của chính quyền Ukraine. Do vậy, với Việt Nam chúng ta, có lẽ nước ta không lạ lắm khi chính chúng ta cũng được trải nghiệm thái độ chuyên nghiệp của đại biện lâm thời Đại sứ quán Ukraine tại Hà Nội, bà Natalia Zinkina. Ở một số quốc gia khác như Algeria hay Senegal đã xảy ra tình trạng các nhà ngoại giao Ukraine đăng lời kêu gọi tuyển lính đánh thuê nước sở tại trên mạng xã hội Facebook, dẫn tới sự cố ngoại giao khiến các nước phản ứng quyết liệt. Ở Việt Nam, bà Natalia chắc là đã có lưu ý về pháp luật Việt Nam nên không đăng tải các thông tin tương tự, còn về việc kêu gọi quyên góp tiền bạc thì đó là điều dĩ nhiên rồi. Nhìn chung, nhìn vào lối hành xử của các nhà ngoại giao Ukraine trên thế giới, không khó để nhận ra đường lối quen thuộc của chính quyền Tổng thống Zelensky hiện nay. Chỉ có điều, việc này đã khiến chính các nước đồng minh Ukraine cảm thấy hết sức khó chịu. Ngay sau bài phát biểu của Tổng thống Ukraine Zelensky trước Hạ viện Mỹ hôm 16 tháng 3, tạp chí The American Conservative đã chỉ trích việc ông Zelensky trích dẫn lời mục sư Martin Luther King trong bài phát biểu. Zelensky đề cập đến bài phát biểu của Martin Luther King về giấc mơ, nhưng không phải giấc mơ về hòa bình và hòa hợp, mà là vùng cấm bay, tăng cường hỗ trợ quân sự và gia tăng các biện pháp trừng phạt, bài báo viết. Theo tác giả, kịch bản về sự trợ giúp của Mỹ đối với Ukraine mà Zelensky mô tả với các dân biểu là không thực tế và sẽ rất nguy hiểm nếu Nhà Trắng đồng ý. Nhà báo cũng chỉ trích Kiev đã phóng đại thực tế và hoàn toàn dối trá nhằm mục đích phương Tây có phản ứng xúc động, từ đó giúp cho Ukraine nhiều hơn. Tôi hy vọng ông Biden mong muốn hòa bình. Vì vậy, Tổng thống và Quốc hội Mỹ không nên cho Zelensky những gì ông ta yêu cầu, tác giả bài viết kết luận. Do vậy, như đã biết, đáp lại lời khẩn cầu từ Ukraine, chính quyền Tổng thống Biden đã công bố gói hỗ trợ quân sự trị giá hơn 1 tỷ đô la, cung cấp các tổ hợp tên lửa phòng không, tên lửa chống tăng, súng trường, đạn dược và mũ áo chống đạn. Đáng chú ý, số tiền 1,01 tỷ đô sẽ được trích từ khoản viện trợ 13,6 tỷ đô phân bổ cho Ukraine trong dự luật ngân sách vừa được Tổng thống Biden ký thông qua. Tuy nhiên, viện trợ quân sự mới của Mỹ cho Ukraine sẽ không bao gồm việc cung cấp máy bay chiến đấu hay lập vùng cấm bay tại Ukraine, mặc dù Tổng thống Zelensky từng nhiều lần kêu gọi phương Tây thực hiện điều này. Phát ngôn viên Nhà Trắng sau đó cho biết họ không muốn thiết lập vùng cấm bay vì điều đó buộc Mỹ phải tấn công máy bay Nga, NATO phải bắn hạ máy bay Nga và như thế sẽ là cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Mỹ không hề mong muốn dính líu theo cách như vậy. Bất chấp việc NATO và Mỹ khổ sở ra tuyên bố giã cả họng, khan cả cổ từ ngày 24 tháng 2 tới giờ về việc họ sẽ không đưa quân tham chiến Ukraine rồi không thiết lập vùng cấm bay, Tổng thống Zelensky tiếp tục đưa ra yêu cầu này trong các bài phát biểu ở khắp nghị trường các nước đồng minh. Theo hãng tin CBC News, hôm 15 tháng 3, Tổng thống Zelensky đã có bài phát biểu trước Quốc hội Canada qua video. Ông kêu gọi Canada áp đặt nhiều biện pháp hơn để giúp Ukraine phòng thủ trước các hành động quân sự của Nga. Các bạn đã áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn, nhưng nó không kết thúc xung đột. Các bạn cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn Nga, bảo vệ Ukraine và làm như vậy cũng là bảo vệ châu Âu khỏi mối đe dọa từ Nga, Tổng thống Zelensky phát biểu.
Đồng thời, ông Zelensky nhắc lại lời kêu gọi của các nước phương Tây, trong đó có Canada, về thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine. Ngay sau khi Tổng thống Zelensky dứt lời, các thành viên quốc hội và khách mời đã vỗ tay nồng nhiệt, thể hiện sự ủng hộ đối với nhà lãnh đạo Ukraine. Tuy nhiên, bất chấp lời đề nghị của Tổng thống Zelensky, phía Canada cũng khước từ lời kêu gọi thiết lập vùng cấm bay. Đặc biệt, cựu lãnh đạo Đảng Xanh Elizabeth May đã rất xúc động khi nghe bài phát biểu của ông Zelensky, nhưng bà thấy rằng việc lập vùng cấm bay sẽ khiến xung đột lan rộng và nguy cơ đối đầu hạt nhân tăng cao. Tổng thống Zelensky, chúng tôi không muốn khiến ngài thất vọng, nhưng chúng tôi e rằng chúng tôi buộc phải khiến ngài thất vọng, bà May nói. Bị từ chối ở hai quốc gia lớn, đặc biệt là quốc gia đứng đầu khối quân sự NATO, đã khiến Tổng thống Zelensky thôi không đề cập tới vùng cấm bay ở Đức trong bài phát biểu ngày 17 tháng 3. Tuy nhiên, theo AFP, ngay tại nghị trường Đức, bỏ qua những sự giúp đỡ to lớn của Đức, ông Zelensky mặc nhiên chỉ trích Berlin ủng hộ dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 với Nga. Tổng thống Ukraine cũng phàn nàn về việc chính trị gia Đức thường xuyên bác bỏ việc kết nạp Ukraine vào tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hay Liên minh châu Âu EU. Theo quan điểm cá nhân của chúng tôi, việc ông Zelensky phàn nàn Đức đứng trên lập trường của ông ấy. Tuy nhiên, với các nhà ngoại giao chuyên nghiệp, đó là cách hành xử không đáng có. Cần lưu ý rằng, Đức là một trong những quốc gia đầu tiên viện trợ khẩn cấp cho Ukraine hàng nghìn đơn vị vũ khí chống tăng, tên lửa Black Vai khi chiến sự khởi phát. Đáng ra, Ukraine nên thể hiện sự biết ơn về điều đó hơn là chỉ trích họ và để lại ấn tượng xấu đối với các chính trị gia Đức khi vận giới ngoại giao của Ukraine đang khiến người Đức hết sức khó chịu. Nói như dân gian ta có câu, ngậm bồ hòn làm ngọt, nhẫn nhịn để lấy cái lợi ích lớn hơn, đừng nghĩ gì nói nấy. Có thể nói, với cách hành xử của một tổng thống như vậy với một quốc gia đồng minh, không khó nhận ra sự ứng xử của giới chức ngoại giao Ukraine với Đức. Quả thật, giờ lại thấy thương người Đức, hàng ngày phải chịu sự mè nheo của giới chức ngoại giao Ukraine. Đến nỗi, Ukraine đã đưa ra đề nghị dài như một tờ sớ xin viện trợ cả quân đội Đức mà chúng tôi đã từng chia sẻ với các bạn. Ngán ngẩm thật sự, đành rằng Ukraine đang ở thế khó, tuy nhiên, đến mức này thì thật là cũng kỳ lạ, không nhiều trường hợp như vậy trên thế giới. Tôi cảm thấy tiếc cho sức mạnh quân sự quy mô lớn của Ukraine, đến nay họ vẫn đang làm tốt trong việc cản bước tiến của quân Nga ở các thành phố lớn, điều mà giới chức phương Tây cho rằng đây là điều không thể trước khi cuộc chiến tranh này xảy ra. Tình hình chiến sự nói chung, Ukraine vẫn giữ vững các thành phố trọng điểm ở hướng Bắc, bao gồm thủ đô Kiev, Chernihiv. Trên hướng Đông, Kharkov không có gì thay đổi, lực lượng vũ trang Nga và quân ly khai miền Đông chỉ tiến thêm được 10 km vào hôm 18 tháng 3. Tuy nhiên, trên hướng Nam, tình hình Mariupol đã trở nên nguy ngập khi quân Nga đã đẩy chiến trường vào nội đô, kiểm soát 45% thành phố, khép chặt vòng vây lực lượng phòng thủ tại đây. Việc Mariupol thất thủ trong các ngày tới là điều khó tránh. Ở hướng thành phố Mykolaiv tiếp tục bị phong tỏa, còn hướng thành phố cảng Odessa, các tàu chiến Nga vẫn an bình bất động. Về hoạt động không kích, phía Nga ngày hôm qua cũng tiến hành phóng vài loạt tên lửa hành trình xuống sân bay gần thành phố Lviv nhằm phá hủy nhà máy sửa chữa tiêm kích ở đây, cũng như tập kích các kho vũ khí tại Mykolaiv. Bất chấp sự trừng phạt của phương Tây cũng như tốc độ tiến quân chậm, Tổng thống Nga Vladimir Putin đêm qua, theo giờ Việt Nam, phát biểu tại sân vận động Luzhinki ở thủ đô Moscow, khẳng định chiến dịch quân sự tại Ukraine sẽ thành công. Chúng ta biết mình phải làm gì, làm như thế nào và cái giá phải trả ra sao, chúng ta sẽ hoàn thành tuyệt đối kế hoạch, ông phát biểu trước hàng chục nghìn khán giả. Về phản ứng quốc tế, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng các xung đột như tại Ukraine hiện nay không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai. Hòa bình và an ninh là những kho báu quý giá nhất với cộng đồng quốc tế. Khủng hoảng Ukraine là điều chúng tôi không muốn thấy, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập cho hay. Ông Tập cho rằng Trung Quốc và Mỹ cần đưa quan hệ song phương đi đúng hướng, hai bên cần gánh vác trách nhiệm quốc tế và nỗ lực xây dựng hòa bình toàn cầu. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là tiếp tục đối thoại và đàm phán, tránh thương vong cho thường dân, ngăn khủng hoảng nhân đạo, chấm dứt chiến sự càng sớm càng tốt. Chủ tịch Trung Quốc nói về xung đột ở Ukraine và thêm rằng Washington và NATO cũng cần duy trì liên lạc với Moscow để giải quyết các lo ngại an ninh của cả Nga và Ukraine. Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, Trung Quốc luôn bày tỏ lập trường quan điểm trung lập với cuộc chiến Ukraine, kêu gọi hòa bình, bất chấp những đồn đoán rằng Bắc Kinh có thể sử dụng các biện pháp như Nga hiện tại với các vấn đề Đài Loan và Biển Đông. Bản tin thời sự tới đây kết thúc. Các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.